第18天, ngày thứ 18. Bọn mình học tập lẫn nhau, hãy nghe và nhắc lại. 我们互相学习. 我 们 互 相 学 习 我们互相学习. 我们互相学习. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn có thể gọi mình. 你可以叫我. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好. Nói tốt lắm mà. 说得挺好的. Học ở đâu? 在哪儿学习? Một hai câu thôi. 一两句而已. Dạy mình. 教我. Đương nhiên có thể. 当然可以啊.